AFF Cup 2020, Thái Lan thắng thuyết phục Singapore. Các trận đấu cuối cùng của bảng A giữa Singapore, Thái Lan và Myanmar, Philippines đã kết thúc với chiến thắng dành cho Thái Lan và Philippines. Dù đều đã chắc chắn lọt vào vòng bán kết, nhưng cả Thái Lan và Singapore đều muốn giành ngôi đầu bảng A. Do đó, những phút đầu của trận đấu đã diễn ra khá căng thẳng. Với lợi thế sân nhà, Singapore là những người có nhiều cơ hội hơn, nhưng các chân sút của đội bóng này không một lần tận dụng để chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, Thái Lan chơi chắc chắn và cố gắng kiềm tỏa tuyến giữa của Singapore. Đến phút 32, Thái Lan bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số sau cú dứt điểm của Elias Dolah. Sau bàn thắng này, thế trận đảo chiều và Thái Lan mới là đội kiểm soát thế trận. Đến phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, Thái Lan có thêm bàn thắng nữa của Supachai. Lợi thế dẫn bàn tới 2-0 giúp Thái Lan triển khai thế trận khá nhàn nhãn trong hiệp 2, dù vậy đội khách vẫn có một vài tình huống hãm thành nguy hiểm. Trong khi đó, Singapore dù nỗ lực dâng cao đội hình nhưng không thành công và chịu thất bại với tỷ số 0-2. Như vậy, Thái Lan là đội nhất bảng A, trong khi đội chủ nhà Singapore đứng ở vị trí thứ hai. Trở trận đấu còn lại, Philippines đã đánh bại Myanmar với tỷ số 3-2. Kết quả này không đủ để Philippines đi tiếp nhưng cũng là niềm động viên an ủi đội bóng này rời giải.